Vâng, và hôm nay Lê Tuấn lại tiếp tục lên chúng ta một siêu phẩm Ford 4 ạ. Vâng, và chiếc Ford này thì chủ cũng báo giá với chúng ta là 130 triệu. Các bác nhé. Đấy, thì 130 triệu thì cho Lê Tuấn giới thiệu chúng ta, tức là xe đời T7. T7 các bác nhé. Đây này, T7. Đấy, T7 này. Đó. T7. T7. Rồi. T7. Rồi, vỏ còn ngon quá nha. Vỏ tạm được. Đấy, nhưng mà mất trợ lực tay lái. Báo cáo các bác một tin buồn. Báo cáo với các bác máy cày. Chiếc xe này mất trợ lực tay lái. Tin buồn cho các bác. Còn tin vui này. còn tin vui biết gì không? Cặp vỏ cái con. Tin vui. Báo các bác là tin vui là một cặp vỏ, tức là 18-430 rất to. Nhưng mà lại là tin buồn là không có trợ lực tay lái. Tin vui là cặp vỏ còn ngon. Các bác nhá. Rồi có số mọc luôn. Đây. Đấy. Có số mọc. Đấy. Có số mọc. Đấy. Đùi to. Đùi to các bác. Đùi to mông rộng. Cái này thì đúng chất lư. Bỏ tật kỳ. Đấy, các bác nhá. Đấy, chủ kêu 130 triệu. Đấy, mọc thì em thường thường sao mà cứ nối mọc không ta. Mọc này không được đẹp lắm các bác. Mọc này thì bình thường. Nhưng mà vỏ thì ngon thưa bác đây. Đấy, vỏ này rất ngon. Đó. Rồi, đây các bác. Đấy, cao như thế này. Đấy, cao 1m2. Rồi nối lên nữa là thành 1m6, 1m7 á. Nhưng mà thôi, mình cứ tính cái gốc. Tức là nối ra đây một đoạn nữa các bác này. Đây. Nối đây 10 phân nữa. Nhưng mà nối 10 phân này, 12 phân này. Rồi đây. Đấy các bác. Đấy, nối ra đây nữa. Đấy, chắc có lẽ là 4 mét. Đấy, là hơn 4 mét. 1, 2, 3, 4 mét rưỡi. Đấy, thì bây giờ em cũng cho các bác xem này. Là răng này, vỏ này. Đấy, nhíp này. Đấy, tất cả. Cũ. Hai chi bẹt. Cầu 8 tấn. Hai chi bên cầu 8 tấn. Mọc thì xấu các bác nha. Mọc rất xấu. Nhưng mà cũng tạm được. Nhưng mà giá như vậy là cao. Cao quá các bác này. Quá cao. Đây các bác. Nói chung nói về mọc là 2m3 lọt lòng các bác nha. 2m3 lọt lòng. Đó. Cầu 8 tấn. Thắng hơi luôn các bác này. Đấy, có tăng người. Đấy, hai tí bên. Vỏ thì còn rất ngon. Các bác nhá, vỏ rất ngon. Đấy, đây. Ok các bác. Vỏ rất ngon. Thứ hai nữa, đây các bác này. Đây. Đây. Ok. Đây các bác nhá. Đấy, vỏ đây. Nhưng mà thùng thì kém chất lượng. Nói chung lâu ngày thì nó cũng đã có rỉ rỉ một tí. Nhưng mà chúng ta lau chùi đi thôi. Có coi như là hai ti ben rồi nhíp hai tầng. Đấy, rắn mà nó vô đây luôn các bác, nó vô đây nó thay rồi, rắn mà nó chui vô đây nó ra nó thay ấy luôn. Rắn mà nó vô trong này nó thay ấy luôn nè, rắn này đây là đã nó chui vô vô trong cái gầm nó đẻ à, nói rắn nó thay lông. Ủa cái số mọc này là sao ta? Cái số này sao? Số mọc không? Ừ. Rồi số mọc rồi. Rồi đề máy cái thứ này. Mà không có trợ lực thì lái mới chết. Đau thật. Tả luôn là lực. Ờ. Thì mày thì đô rồi. Nếu người ta yếu người ta. Ôi. Rồi. Để test máy thử. Nắp hả?
cái móc không có nắp hả? Không, đâu có bì luôn. Okay. Alo. Nghe à? Cục bơm hơi thì có cục bơm hơi đằng trước chứ em. Đằng trước có cái xe có rồi mà. À thế à, ở đó gắn hơi thì biết sửa máy chưa? Sửa số, có việc gì không? À đấy à, ở đó tốt rồi, đó gắn vào chưa? Thầy nhớ. À. À rồi, ok, thầy hết luôn. Ok cho đẹp. Rồi ok. Có chứ, mua cục bơm luôn cho ta đi. Có treo máy vào. Ờ, à, rồi ok. Chạy lái cũng vậy à. Cái này là thầy móc là có đúng không? Thầy móc là có đúng không? Ừ, về lắp luôn với về bơm cho nó quay. Đó. Rồi nó về lắp luôn đi rồi nó về nó quay. Giờ 4.000 rồi lấy luôn ạ. Xong hết là lấy luôn. Ok rồi, đó là ngon nhất. Rồi. Rồi, báo cáo với bác là vừa trước là 650-16. 650-16 các bác nha. Rất đẹp. Đấy. Thì đời T6. À, T7 các bác nha. Đời T7. Đây này. Đấy, đời T7. Đấy. Phố 4.000. Rin của em nó luôn. Rồi. Đấy thì ông chủ ông nói là 130 hay là 120? 130. Thương lượng à. Thương lượng 101 đi. Đó Lê Tuấn đang trả cho cả nhà chúng ta. Đó mốt rồi là ông chủ ông bối rối, ông gãi đầu nhưng mà tóc ông không có các bạn. Đấy cho nên là này vỏ ngon. Đây coi cả vỏ. Nói chung vậy. Rồi, để cho Lê Tuấn review luôn chăn kẽ luôn cho chúng ta một tí nha. Đây này. Đây các bạn này, vô số này. Đấy, thì cái này không biết số gì thì mình không biết. Để mình hỏi coi. Em ơi. Không, cái số này gọi là số gì đây? Mà lại nó hay hơn cái số khác. Số gì? À, nhưng mà vẫn vào số bình thường phải không? Đấy. À, đây có cọc này rồi đúng rồi đây các bạn đây. Ok. Cắt cắt vào luôn. Đấy. Ồ, quá đẹp ạ. Số này số gì ta? Đây các bác nha, bác em này, cho em hỏi luôn là số này số gì các bác nha. Đấy, rồi, mọc. Số này số móc máy cày. Số móc máy cày. Rồi ok, mọc thì hơi kém các bác nha. Nói thẳng như vậy, nhưng mà được bộ gầm bánh sau thì ok. Đấy. Rồi, để nổ máy test xong rồi vỏ thì vỏ cái như thế này, này hai bên đều như vậy. À, đấy, rồi thứ hai là... Đấy các bác nha, đấy, rồi bắt đầu này, 14, 18, 4, 30 này. Đó, các bác này, đây. Rồi, ok nha. Đấy.
Đấy. Đấy, 130 các bác nhá. Đấy, Lê Tuấn cũng nói là chủ nhà cũng đã nói như vậy thì còn bớt. Chứ không phải là không bớt đâu. Nói về cạnh. Đằng trước thì nó mất một tí nhá. Cũng rất buồn, không sao. Đấy. Rồi, để ta đi vào chi tiết bên này một tí nữa cho các bác nhìn một tí. Đây. Đây. Nói chung là vẫn còn khô. Máy móc vẫn rất tốt các bác nhá. Rất hên các bác. Rất tuyệt vời. Thắng hơi đầy đủ con này. Bạn nhá. Đấy, cặp dè. Cho các bác xem cặp dè luôn. Bạn nhá. Rồi, ok các bác. Rồi, em xin dừng video tại đây các bác nhá. Mong các bác thông cảm và nhớ nhấn like cho em. Em sẽ dừng video và hẹn lại video sau.